Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ có một cái video có tên là Hành trình bán đất thay đổi người trực tiếp nuôi con. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay trên một cái bài báo đọc mà cảm thấy rất là xót xa cho một cái người mẹ đơn thân trong cái quá trình mà sinh con, và vì một cái lý do nào đó mà tòa án đã ly hôn, tuyên người chồng trực tiếp nuôi con. Và cái nỗi nhớ, nỗi khát khao, cái tình mẫu tử, và đặc biệt là người chồng không cho người vợ, người mẹ nuôi trực tiếp nuôi con, và cứ cho đó là tâm thần. Và chị đã bán một cái phần đất có giá là 200 triệu để đi đến tòa khởi kiện thay đổi người trực tiếp nuôi con. Tôi đọc một cái bài báo mà tôi cảm thấy rất là xót xa. Quý vị và các bạn biết không vì sao và xót xa? Tôi đọc và tôi thấy rằng là hình như và tại sao cái trình độ kiến thức của người Việt mình còn thấp quá. Đó là mong muốn của cái chương trình Dân ta phải biết luật ta ra đời. Chị bảo rằng chị viết cái đơn thay đổi người trực tiếp nuôi con trong vòng 6 ngày và đánh máy trong vòng 2 ngày. Thế đấy quý vị và các bạn, chúng ta không thể nói rằng là chúng ta biết hết tất tần tật mọi thứ trong cái xã hội. Tuy nhiên đối với một cái đơn khởi kiện đối với người này là dễ dàng. Tuy nhiên là cái đơn khởi kiện đối với người có trình độ học vấn tương đối thấp thì đó là một cái sự suy nghĩ, một cái đắn đo và phải mất rất là nhiều ngày. Nhưng mà cuối cùng bài báo là bằng cái niềm tin, bằng cái nghị lực, chị đã không gục ngã. Hôm nay thì thông qua cái video này tôi sẽ nói cho quý vị và các bạn cái đơn khởi kiện thay đổi người trực tiếp nuôi con, để tránh những cái trường hợp mà một cái quý vị nào đó xem cái đơn khởi kiện thay đổi người trực tiếp nuôi con, quý vị không phải mất phải 6 ngày suy nghĩ, 6 ngày viết và 2 ngày đánh đơn nữa, mà chúng ta sẽ dồn xuống, sẽ gọi là chỉ còn một nửa là 3 ngày viết và 1 ngày đánh đơn là đủ. Thưa quý vị và các bạn, thật ra cái đơn thay đổi người trực tiếp nuôi con thì nó rõ ràng nó có trên cái mạng xã hội mà Google thì rất là nhiều. Và chúng ta có thể search về và chúng ta in lại, hoặc chúng ta đọc và chúng ta ghi lại. Còn cái việc mà đánh máy thì ta đến gần cái tòa mà chúng ta nộp đơn đó, thì chúng ta đánh máy, chúng ta chịu một cái phí, thì tôi cho phí cũng không nhiều lắm, có khoảng trên dưới là 50.000 thì chúng ta có thể đánh và hoàn tất cái đơn khởi kiện. Hôm nay trong chương trình Dân ta phải biết luật ta thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn cái cách viết đơn thay đổi người trực tiếp nuôi con như thế nào. Thì đầu tiên trong cái đơn thay đổi người trực tiếp nuôi con, chúng ta phải có những cái thông tin cơ bản nhất về chúng ta. Đó là những cái thông tin về chứng minh nhân dân, hộ khẩu. Là trong cái thông tin này chúng ta sẽ mô tả được rằng là tôi và ông gì đó đã ly hôn. Và theo cái phán quyết của tòa, thì thường cái phán quyết của tòa này đó thì gồm có bản án hoặc là quyết định công nhận sự thỏa thuận. Sau khi mà chúng ta có thể cung cấp được, thứ nhất là chứng minh nhân dân, hộ khẩu, thứ hai là bản án hoặc là quyết định công nhận sự thỏa thuận, thì chúng ta sẽ trình bày thêm cả cái giấy khai sinh của đứa bé nữa. Và chúng ta sẽ trình bày như thế nào quý vị và các bạn? Trình bày là kể từ khi ông chồng của tôi thay đổi người trực tiếp nuôi con thì tôi có không được quyền nuôi con, thể hiện bằng một cái vấn đề gì. Thưa quý vị và các bạn, ba cái vấn đề cơ bản mà chúng ta cần phải xem ở trong cái hồ sơ này, đó là khi đưa ra những cái tiêu chí thì chúng ta phải đưa ra được ba lý do. Lý do thứ nhất đó là chúng ta đưa về cái môi trường sống. Nếu bây giờ ông chồng tôi nuôi con thì con không được đi học, con nó đã ngừng ấy tuổi rồi, con nó vẫn chưa được đi học hoặc đánh đập như thế nào đó, cái môi trường sống. Cái thứ hai nữa là cái nhân cách của người mẹ hoặc người bố như thế nào. Nhân cách của người mẹ, người bố thì hiện tại hồi trước đây thì bố khi tại cái thời điểm mà ông trực tiếp nuôi con đó thì ông như thế nào?
Còn bây giờ hiện tại là bé nó được nó bị những cái điều kiện không có phát triển về mặt nhân cách, cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. Thứ tư nữa, đó là nhân cách của người bố và người mẹ. Quý vị và các bạn biết không, ba cái tiêu chí môi trường, gia đình và xã hội. Môi trường, gia đình và xã hội và nhân cách của người bố, người mẹ rất là quan trọng để mà có một cái điều kiện thay đổi người trực tiếp nuôi con. Thưa quý vị và các bạn, trong cái đơn khởi kiện thay đổi người trực tiếp nuôi con, chúng ta phải đưa ra những cái tiêu chí đó. Và trên cái tiêu chí đó thì chúng ta sẽ đưa ra, hiện tại nếu con cứ tiếp tục trực tiếp nuôi chồng tôi nuôi thì con nó sẽ không thể phát triển hoàn thiện về mặt nhân cách. Và nếu như trong trường hợp chồng tôi nuôi như vậy thì con tôi nó sẽ không được đi học. Chồng tôi nuôi như vậy thì con tôi nó bệnh hoạn ốm đau. Và nếu như trong trường hợp với cái điều kiện, với cái thu nhập của tôi như vậy thì tôi sẽ nuôi con. Cái bài báo nó vẫn còn thấp thoáng ở đâu đó trong tư tưởng của tôi. Thông qua cái video này thì tôi muốn quý vị và các bạn, nếu trong trường hợp quý vị và các bạn gặp một cái trường hợp giống như trường hợp tương tự, thì quý vị và các bạn hãy lên mạng search đơn khởi kiện thay đổi người trực tiếp nuôi con. Và trong cái đơn khởi kiện đó, chúng ta sẽ cung cấp, thứ nhất, chứng minh nhân dân, hộ khẩu, bản án hoặc quyết định công nhận sự thỏa thuận, giấy khai sinh. Đồng thời chúng ta sẽ mô tả toàn bộ nội dung. Trước đây tôi với ông đó là vợ chồng. Kể từ cái phán quyết của tòa án thì con đã do ông A này trực tiếp nuôi dưỡng. Tuy nhiên vì lý do nào đó thì ông A không cho tôi trực tiếp nuôi con, hoặc không cho tôi cấp dưỡng hay không cho gì đó. Cho nên dẫn đến đứa bé nó thiếu một cái tình cảm của người ba hay người mẹ. Và chúng ta phải đưa một cái đơn để đặt cái trường hợp của chúng ta, để cho cái người đặt, người ta hiểu được rằng cái đứa bé này phải thật cần thiết thay đổi người trực tiếp nuôi con. Và khi chúng ta đã hoàn tất cái đơn khởi kiện rồi thì chúng ta sẽ đánh máy lại cho nó hoàn thiện. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống thì chắc có lẽ là hơn 90 triệu dân. Thì thông qua cái video này tôi cũng muốn gửi cho quý vị và các bạn cái thông tin. Nếu quý vị và các bạn đặt trường hợp tương tự cái chị người mẹ trong cái hành trình mà bán đất để thay đổi người trực tiếp nuôi con mà, thì quý vị hãy mạnh dạn để mà thay đổi cái người trực tiếp nuôi con. Và khi thay đổi người trực tiếp nuôi con, quý vị không biết viết đơn và không biết trình bày, thì quý vị hãy gửi cho tôi sẽ gửi cho quý vị cái mẫu của cái đơn. Và tùy theo cái tình trạng thì tôi sẽ tư vấn, hoặc có thể là điện cho tôi sẽ tư vấn và quý vị viết lại và nộp đơn khởi kiện ở tòa. Vì máu mủ, vì mình không thể nào bỏ con trong một cái tình trạng gọi là con nó có những cái nhiều cái bất hạnh như vậy. Ở đây thông qua cái video này tôi cũng không cổ xí cho quý vị và các bạn, nếu trong trường hợp những cái điều kiện vật chất của người chồng hay người vợ của mình hiện tại nuôi đứa con vẫn tốt hơn mình, thì quý vị hãy đến và tất cả, cho dù bố với mẹ ly hôn, thì chúng ta hãy nuôi đứa bé để phát triển tốt hơn. Cái mong muốn của luật sư khi đặt cái bài viết là hành trình bán đất để mà thay đổi người trực tiếp nuôi con, để gửi cho quý vị và các bạn một cái thông điệp: nếu quý vị và các bạn không biết cái đơn thay đổi người trực tiếp nuôi con, thì quý vị và các bạn thông qua cái xem cái video này. Và nếu như quý vị và xem video này 5 lần, 7 lần hoặc là 10 lần không hiểu, thì quý vị hãy mạnh dạn gửi cho tôi qua đường link để có một cái form, nó có một cái mẫu đơn thay đổi người trực tiếp nuôi con để quý vị điền vào những cái trường hợp của mình. Để không phải như cái chị này, chị nói là viết đơn 6 ngày, đánh đơn 2 ngày. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống thì có những lúc tôi cũng cảm thấy rằng cái nghề của mình có thể giúp đủ cho mọi người và giúp cho chính bản thân tôi. Đó cũng là lý do mà tôi cố gắng hàng ngày chuyển những cái thông tin cơ bản đến cho quý vị và các bạn. Thì trong những cái thông tin này, vì là tôi cho
những cái thông tin là rất là cơ bản. Cho nên nếu như trong trường hợp quý vị và các bạn có gửi những cái thông tin thì quý vị và các bạn hãy chờ tôi, vì sức người cũng có hạn, từ từ tôi sẽ trả lời hết tất cả những câu hỏi của quý vị và các bạn một cách sớm nhất và nhanh chóng, để tránh những trường hợp thì có một số anh chị nói là luật sư sao không trả lời tôi. Thì tại vì ngoài cái công việc mà cơm áo gạo tiền và gia đình thì tôi có một cái suy nghĩ rằng mình sẽ đem cái kiến thức mà trong cái quá trình thực tiễn của mình gửi đến cho quý vị và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn.